Chị tên là Nguyễn Thị Nguyệt, chị đến từ Hải Dương. Chị đến để chữa cái giãn mao mạch ấy. Thì chị thấy mao mạch của chị nó hơi nổi lên nhiều rồi. Thế nên là chị cũng đã tìm hiểu và đặt niềm tin với em. Chị bị giãn mao mạch ở vùng mặt ấy. Trước thì hơi mờ mờ, xong bây giờ dùng kem nhiều hay gì, tức là cái mao mạch của chị nó cứ đỏ lên ấy, xong dài dài đứt đoạn như kiểu dạng rễ cây ấy nổi lên, nhưng mà thỉnh thoảng có tia xanh xanh nữa. Cái mao mạch này làm cho mình cảm thấy tự ti trước mọi người ấy. Nếu mà chị không trang điểm hoặc không dùng phấn che khuyết điểm ấy thì mọi người nhìn rất rõ những cái mao mạch của chị nổi lên. Khi chị đến với OIO để chữa trị cái giãn mao mạch thì chị thấy không đau, không rát, không gì hết, rất thoải mái. Chị thấy dịch vụ bên em rất tốt, nhân viên chăm sóc khách hàng chu đáo, nhiệt tình. Khi mà làm dịch vụ xong ấy thì là các bạn ấy hướng dẫn cho mình là cách chăm sóc thế nào để cho da mình đẹp hơn, xinh xắn hơn.